Đây bên Nhật về lại giới thiệu các bác đây. Trước mắt các bác là những cái mic của bên MB. Nói luôn nha anh nha. Giá của em nó là 550.000 chiếc, không bao gồm phí vận chuyển. Xin nhắc lại, không bao gồm phí ship. 550.000 một chiếc. Trong hộp thì tôi bỏ sẵn đây. Hộp gồm một cái củ mic đựng trong cái ly lông này. Một cái chụp ở đầu mic nếu các bác thích. Bóc ra chụp vào. Một cái chặn mic, một cái túi đựng bao da và một cuộn dây dài tầm 5m, 5m rưỡi gì đó, không nhầm thì gần 5m8. Nếu các bác mua một đôi tôi sẽ để giá 1 triệu đồng và một chiếc lẻ là 550.000 và đó không có gồm tiền vận chuyển. Tiền vận chuyển nếu tôi cộng vào thì các bác coi như là 600 hoặc 650, tôi không cộng. Nhưng các bác phải hiểu điều đó. Nếu người ta bao phí vận chuyển cho các bác thì đương nhiên người ta đã cộng vào. Người ta đẩy giá lên. Ngoài ra thì còn những cái sản phẩm mà thường vẫn bán đó là dây loa, tôi đặt đây một tí đây để các bác xem. Dây loa Montez Monte của Mỹ. Dây này thì đây. Sợi đây rất to bên trong. Đó, nói chung là trong tầm giá 100.000 một mét thì tôi nói các bác không có dây nào địch nổi dây này. Vừa hay vừa đẹp. Cực kỳ sang trọng luôn. Các bác chơi một bộ dàn âm thanh thì đầu tư tầm 4 mét dây đến 8 mét thì đủ cho một bộ dàn âm thanh. Và cái ly hoa kia thì giá là 450.000 một chiếc, giá của đại lý luôn. Tôi lấy về coi như giao lưu các bác, tiện quay luôn. Tôi alo để các bác cùng tham khảo. Mic này tôi vẫn thường bán rất nhiều trong những năm vừa qua. Tôi sẽ để rồi phụ đụng lên. Alo. Minh Audio đâu? Xin chào quý vị và các bạn. Alo. Rất nhẹ, mình phải nói rất nhẹ luôn. Cái loa tôi để khá cao bên trên nên là nó thu sóng, nó sẽ các bác sẽ không thì cảm nhận nó sẽ không rõ bằng nếu mà để ngang tầm này. Đó. Những sản phẩm cơ bản quen thuộc của cửa hàng thì cứ sản phẩm về thì tôi lại đăng giới thiệu các bác. Và đợt tới thì tôi sẽ giới thiệu những một lô hàng mic của Mỹ. Chất lượng thì cũng tương đối ok hay. Những sản phẩm cửa hàng tôi bán thì các bác yên tâm về chất lượng luôn. Chất lượng phải hay thì tôi mới bán nha. Tôi dám đảm bảo các bác trong tầm giá những cái mic này ăn đứt mic tiền triệu tôi bán luôn ở trên thị trường luôn. Phải mic hát rất nhẹ. Alo. 1 2 3 4. Alo. Minh Audio đâu? Xin chào quý vị và các bạn. Các bác có nhu cầu thì cứ đặt hàng, gửi tin nhắn hoặc là gọi điện trực tiếp xong rồi gửi địa chỉ cho tôi sẽ đóng gói, gửi bưu điện Viettel hoặc nhà xe khách thu hộ tiền. Cước vận chuyển thì người mua sẽ phải trả. Xin nhắc lại giá lẻ 550.000 một chiếc, còn một đôi là 1 triệu. Còn dây loa của Mỹ, Montez Monte, 100.000 một mét.